Bảo vệ tài nguyên nước, một trong những giải pháp trọng tâm đảm bảo cho sự phát triển bền vững đã và đang được tỉnh Lào Cai quan tâm triển khai. Các mục tiêu giải pháp về đảm bảo an ninh nguồn nước được tiến hành đồng bộ. Đó là thực thi có hiệu quả luật tài nguyên nước năm 2012 và chỉ thị số 34 ngày 28 tháng 8 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh nước sạch, đảm bảo cấp nước an toàn liên tục. Trong đó, phấn đấu 100% hệ thống trạm quan trắc nước mặt, nước dưới đất được đầu tư xây dựng quy hoạch đã được phê duyệt. Tiến hành cắm mốc bảo vệ hành lang đạt 50% các nguồn nước phải cắm mốc bảo vệ hành lang. Tăng cường quản lý, phấn đấu đến năm 2025, 90% các hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước trái phép trên địa bàn được ngăn chặn. Qua đó góp phần bảo vệ, chống ô nhiễm nước nguồn, cũng như hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng lãng phí tài nguyên nước.